và điểm tiêu diệt là 1 tỷ mốt và bây giờ lên được 2 tỷ, đóng một mùa KVK lên gần 1 tỷ Q-bond. Cực kỳ ấn tượng đúng không anh em? Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Ngày hôm nay đột kích cho anh em cái quả ạc nằm ở cụm KVK. Mà bữa giờ chắc anh em theo dõi cũng khá nhiều rồi, đánh kênh lên khoảng tầm 5-6 tiếng thì 2755 bỏ cuộc. Thế để xem thử meme của 55 thì sẽ đánh như thế nào nha anh em. Ngày nay mình sẽ review cho anh em về một cái tài khoản ở 2755. Trước mắt thì xem sơ về cái cụm này nhé. Sức mạnh liên minh 12 tỷ 9. Kỹ năng liên minh 569 tỷ 1921. 1921 là chắc chắn là mở kênh lên vừa rồi thì anh em xem là cũng thấy cực kỳ ấn tượng đối với 1921 đúng không anh em. Đang đánh kênh lên mà thông luôn cái đèo 8 luôn. Cực kỳ ấn tượng rồi. Wow, cái cụm KVK. Cụm này có thể nói là cũng rất là nhiều người chơi nạp nha anh em. Thế nên là đánh mà để kiếm kill rồi cũng cực kỳ khó đấy, không phải là dễ đâu. Kỹ năng cá nhân nè, 36 tỷ. Trời ơi, cái cụm rất là nhiều big boss ở trong cụm này nha anh em. Tầm 15 tỷ giờ lên là toàn boss khủng hết rồi. Rồi, còn bây giờ thì anh em mình sẽ cùng xem về cái tài khoản này nha. Trước mắt thì anh em mình sẽ xem về VIP. Wow, ạc này mới 517 ngày thôi anh em ạ. 517 ngày VIP 16. Tốc độ VIP cực kỳ nhanh. Mức bầu nào? Sức mạnh là 65 triệu và điểm tiêu diệt là 2 tỷ. Và như chủ ạc có chia sẻ một cái thông tin mà anh em đang nhìn trên màn hình. Thì lúc mới vào KVK thì mức bầu tối đa là 74 mờ bầu. Bây giờ chỉ còn 65 mờ. Và điểm tiêu diệt là 1 tỷ mốt và bây giờ lên được 2 tỷ, đấm một mùa KVK lên gần 1 tỷ Q-bond. Cực kỳ ấn tượng đúng không anh em? Thắng cũng được, thua cũng được, kiếm được nhiều kill là quan trọng nhất. Theo mình nghĩ là vậy. Đồng ý là đừng có thua nhiều quá là được, đừng có thua mà 4-5 mùa liên tiếp thì anh em kinh đom hơi nản thôi. Chứ còn mà đánh mà mỗi mùa mà kiếm được B Q-bond mình nghĩ thua người ta cũng vui ấy. Anh em cũng khá là vui ấy, kiếm được rất là nhiều kill. Một mùa KVK gần 1 B kill. Đánh quá ác luôn. Sức mạnh tối đa 75 triệu và chết là 6 triệu 8 nha anh em. Thu thập tài nguyên 9 tỷ 9, hỗ trợ tài nguyên 4 tỷ. Nhìn vào thì cái tài khoản nhìn cũng khá là mới rồi. Mà đã đấm lên tới 2B Q-bond mùa này, ăn mừng được rồi. Mặc dù thua là vẫn có thể ăn mừng được. Ở đây mình thấy giai đoạn đầu game chủ ạc cũng khá là đầu tư nè. Mát Mina nè, mát Netkey nè. Mát khứ bệnh chưa mát và SC cũng chưa mát nha anh em. Ạc như vậy mà đấm 1B Q-bond ở trong cụm này, gần 1B Q-bond ở trong cụm này là quá hay rồi, quá gắt rồi. Thẻ cấp pha lê mùa có mua một gói nha anh em. Nhiệm vụ pha lê cũng mua luôn một gói nha anh em. Gói này thì tầm khoảng trên dưới 500k. Quên hồi nãy không cho anh em xem về lĩnh sử dụng nền văn minh pháp là chuẩn rồi nha anh em. Đánh mấy cụm căng này nên sử dụng nền văn minh pháp cho nó tiết kiệm tăng tốc. Đánh nhau nhiều thì anh em sẽ thấy được cái quan trọng của pháp. Ở đây lính chỉ còn đánh được 3 đạo, nếu mà kỵ thì được cả 2 đạo, nó là 4 đạo. Một bộ này, một kỵ này, một cung này. Nhưng mà đánh như vậy thì anh em sẽ phải chữa lính rất là nhiều. Rồi, ở đây thấy sử dụng một cái nhà K1 này, có thêm một cái nhà K2 sử dụng nền văn minh pháp, cực kỳ tối ưu luôn. Mới vào giai đoạn đầu game thì có kiếm được cái nhà hoa sen ẩn giật nữa nè. Một số nhà này là thấy chủ ạc có rất là chịu mua cái sự kiện, cái vòng cụ nha anh em. Vòng cuộn là nếu mà anh em nạp ít thì mua vòng cuộn là đúng bài rồi. Thì anh em sẽ nhận được rất là nhiều vật phẩm ở trong đó. Rồi để xem nào. Ạc như thế nào mà đánh cả nha. Mùa KVK cả BQ như thế này. Red Core vẫn còn rất là nhiều nha anh em. Tăng tốc nè. Ồ, tăng tốc cũng còn nhiều luôn. Tăng tốc từng này vẫn còn đấm máy thoại nha anh em. Red vẫn còn ổn. Nếu mà bung hết Red Core đánh vẫn còn được. Vẫn còn đánh được nha anh em. Còn đánh hơi bị mượt luôn ấy. Mùa này có vẻ là 55 bỏ cuộc sớm quá. Chứ còn nếu mà đánh nữa thì ạc này vẫn có khả năng đánh được. Gear nè. Ôi, mới mấy trăm ngày mà gear dã man thật chứ. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25. 25 món trang bị cam. Wow. Nạp khét đấy. 2 món có tài năng đặc biệt nè. 3 nè, 4 nè, 5 nè. 5 món có tài năng đặc biệt. Mới có 500-600 ngày mà từng này món cam là cũng nạp hơi bị kinh đấy anh em à. Vũ trang đồ các thứ nữa kìa.
Quả tượng cam nằm đâu ta? 20 tượng cam. Mình xem mấy cái gói nạp coi. Nạp cắt phết nha. À, gói ưu đãi hàng ngày, game tháng nè. Ở đây hiện tại mình thấy là chủ em có mua game tháng thôi. Rồi, xem phần thưởng cá nhân tí nè. Một B, một đánh gần một B kill thì chắc chắn là đủ 30 MQ rồi, đúng không anh em? Để pha lê là 80 triệu pha lê nè. Nhưng mà một con ạc mới như này mà đánh ở cộng KVK này, đánh được một B kill bon mùa KVK là mình nghĩ thấy nó cũng khá cực kỳ là ấn tượng rồi, đúng không anh em? Huyền thoại. Ở đây mình thấy có một con Netkey Mat nè, Gear Cam nè. Vũ Trang coi nè, Vũ Trang. Ồ, Vũ Trang cũng khỏe phết đấy chứ, mọi thiệt hại 1.7. Combo, mặt giáp, tránh né. Netkey 19 gần 20 triệu. Yeah. Boica 5551 cũng full Gear Cam. Đấy, mình đã nói với anh em rất là nhiều rồi, đừng chờ tới khi tướng Mat, Gear Mat anh em mới đánh. Anh em cứ đánh 5511 cũng được, cứ chịu đánh là sẽ có kill nhá anh em. SC cũng vậy nè, 5551 nè. Cũng vừa cam vừa tím vừa xanh luôn. Một đạo tiếp theo đó là Yuan, chắc là Net Yuan đánh một cặp rồi. À, SC anh em có thể đánh SC Helmet hoặc là SC CM nhé. Ở đây có thêm Sala. Bất cứ bệnh cũng full gear cam mà còn chưa có cả phụ kiện nữa nha anh em. Mina nè, Di nè, Gia Cát Lượng 5522. À, SC Gia Cát Lượng, cái map này đổi skill được nhá anh em. Wow, tính ra có map vài con tướng cam như mấy anh em. Đấm một BQ bon mùa KVK. Gắt thật. Rồi, ở đây là có một đạo cung là Boica với lại Di nhá anh em. Full cam, không phụ kiện. Đạo thứ hai là SC Gia Cát Lượng, cái này đổi skill sang cho bộ nhá anh em. Đó, đổi skill sang cho bộ nè. Bộ nè. À, một cặp thứ ba là Hoắc Khứ Bệnh với lại Willy. William này cũng 5551 rồi. Mà Hoắc Khứ Bệnh thì mới 5511 thôi. Ở giờ anh em cứ chịu đấm là được. Anh em cứ quan trọng là cái tướng phải mát mới đánh được. Chờ tới tướng mát thì lúc đấy Q-bon người ta đi xa anh em rất là nhiều rồi. Đến lúc đấy mà anh em muốn theo Q-bon người ta thì nó rất là lâu nha anh em. Thế nên là cứ chịu đánh thì sẽ có Q thôi. À, đạo Sala cặp này thì mình không đánh giá cao ở KVK trên phạt nữa đâu. Mà thậm chí là ở cái chip này thì nên mình nghĩ là nên bỏ Sala luôn đi. Đó, anh em có thể đánh 4 đạo như vậy thôi. Boudica với lại gì nè, SC Gia Cát Lượng nè. À, Gia Cát Lượng thì đổi skill sang cho bộ nhá anh em. À, một đạo tiếp theo là Bắc Khứ Bệnh với lại William. Đạo thứ tư là Net với Doan. Đó, anh em đánh 4 đạo như vậy là mình nghĩ cũng khỏe rồi, cực kỳ khỏe rồi nhá anh em. Đó, chủ ạc thì toàn đánh là tướng 5551 với lại 5511 không. Mà đánh như vậy là cũng cực kỳ chuẩn rồi. Mình cũng thực sự khá là bất ngờ luôn. Đấm cực kỳ gắt nhá anh em. Ờ, nhân tiện thì bấm cho anh em xem một chút về công nghệ nhé. Đây. Ở đây chưa mở khóa 6 đạo. Mà đã mở khóa mấy cái chữa lành để giảm giảm tài nguyên chữa lính nè. Tất kỵ 10 trên 10 nè. Vũ Trang 10 trên 10. À, tất thứ hai là 10 trên 10 hết nhá anh em. Đấy, tất sau thì full hết rồi. À, cái map binh vô thường thế này nó có cái bí vật này anh em. Đấy, bấm cho anh em xem. Ngài chỉ có thể quy đổi một bí vật mỗi mùa. Tấn công bộ binh 3.5 là cái nếu mà cài con Gia Cát Lượng thì nó sẽ đổi skill những cái bộ kỹ năng Gia Cát Lượng thành cho bộ binh nhá anh em. Ở đây là kỵ với lại cung nè. Rồi ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã review cho anh em xem một cái tài khoản đánh ở cụm KVK, cũng có thể gọi là rất là nhiều người chơi nạp tiền ở trong cụm này. Thế nhưng mà đánh một mùa KVK anh em cũng đã xem cái tài khoản rồi. Cũng không phải gọi là quá là mạnh đâu. Tuy nhiên là cái ạc này được dàn gear khá là ổn nè, VIP lên khá là nhanh. Và tướng thì cũng lên tướng meta nhưng mà nó vẫn chưa mát hết nha anh em. Điều đó thể hiện một cái là không cần là phải chờ đến lúc mát tướng thì anh em mới có thể đánh được on field. Mà tướng đôi khi chỉ cần 5511, 5551 anh em chịu đánh là cũng có thể kiếm kill được rồi. Quan trọng nhất là cái kỹ năng của anh em. Quan trọng nhất là anh em chịu đánh, chịu bỏ thời gian ra chơi thì anh em cũng có thể kiếm kill được. Ạc mới như này đánh một mùa KVK
chiếc A mà đánh được, mà kiếm được một B kill bon thì nó phải gọi là cực kỳ ấn tượng. Riêng cá nhân mình là rất là ấn tượng nha anh em. Ok, review để chia sẻ một chút động lực dành cho những em mới chơi. Tự tin đánh KVK hơn thì anh em sẽ có được kill bon nhiều hơn, cải thiện được cái điểm số giết của mình. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, xin chào anh em.